cưới như ngày hội. Bò dê heo quay gà dầm hỏi, 500 bấm bèm đầy môi, đồ ăn vừa nóng vừa thổi. Xe chở cả hàng đoàn, theo anh về em sẽ không còn cực khổ. Nói là làm cho cái tính anh đàng hoàng, pháo hoa bấm nút là nổ. Bông tiền vàng bạc ngã cổ, người chúc đến hàng ngàn, cúi đầu ba lạy quỳ trước bàn thờ tổ. Cho em làm bà hoàng, xe nào em thích đổ đâu thì đổ. Em hỏa thì thổ, nhà nó phải có ruộng đi vì hổ. Nhà đã hứa sẽ cưới rồi nha, hết năm nay mà không thấy là tôi mách ba bà mà mình giờ. Mời em đi về quê anh, treo xuống Ba Lan mà
mình sánh bác mai đâu xanh hẹn lòng nguyện ước trăm năm thành đôi giờ mình cùng tính đi ôi dồ rồi đầy quá thương em nên anh ráng sang năm mừng ăn lên anh hút em về làm dâu chút yêu thương thêm chút mây say làm lòng em chắc chắn sẽ là ngất ngây chờ đợi em bấy lâu nay để kêu anh bằng chồng trong đời anh hứa sẽ không hài lòng kết thông gia hai nhà ta dâu bằng lòng anh sáng anh mang bưng theo cao châu mãi mãi không đổi thay từng này nguyện trao em đắm say cưới em về sẽ không bao giờ để em khóc nếu như một ngày em buồn anh sẽ làm ca bầu trời để cho em thấy không trời rơi thương anh mấy núi em cũng treo mấy sông em cũng lội mấy đèo em cũng qua thương anh cái tính anh thật thà trái quê mà chân chất mượt mà chờ đợi em bấy lâu nay để kêu anh bằng chồng trong đời anh hứa sẽ không hài lòng kết thông gia hai nhà ta từng vinh qua gặp nhau bằng lòng anh sáng anh mang bưng theo cao châu mãi mãi không đổi thay từng này nguyện trao em đắm say cưới em về sẽ không bao giờ để em khóc nếu như một ngày em buồn anh sẽ làm ca bầu trời để cho em thấy không trời rơi
xin phép gia đình mẹ cha để mong ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha để mong ngày xuân đi qua. Thưa hai họ, xin lễ để mời cô bia đó, thầy giáo thì xin lễ mọi người đi đi pháp với họ nhà gái. Tôi thì là dì Út, bởi vì ba mẹ của hai cháu thì cũng lớn tuổi hết, mình lần đầu tiên đến mà ra có cái gì đó sơ suất thì mong quý ông bà đó tha thứ cho. Thì cũng trình thêm với bên nhà gái thì hôm nay thì đến phòng hôn nhập thì có thêm cái phần nhà trai cũng có gửi đến nhà gái 5 triệu đồng, công bị 5 triệu đồng để tổ chức cái ngày có nghĩa là mình nhận thì cái phần lễ vật cũng đã được họ nhà gái chấp nhận. Phép gia đình mẹ cha cho bước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu kéo theo đàn trai bưng mâm vui bối ngày ngày hài lòng. Nàng ơi anh tới anh đón em về cách từng trăm năm. Xin phép gia đình mẹ cha cho bước em về làm dâu, hai đứa sau
rồi tình ta càng thêm thiết tha mong nồng. Có anh có em trong lòng cùng xây đắp hạnh phúc ngày mai duyên đường dài. Nếu thương thật lòng thì đâu ngại chi xa xa. Em thưa mẹ cha em theo anh về cho mình được nên duyên thành đôi. Chàng trai đừng quên lời mừng thắm câu đông xa đông sâu ngại chi dài đâu. Con em hiền ngoan nơi chốn xa hoa chịu anh tay tính thiệt tha. Đám cưới miền Tây nơi thành đô theo anh về đây cho duyên tình quê thêm đậm sâu trong cao thắm tươi. Vẫn đã qua rồi mình đám cưới anh ơi, dân nhạc vòng cung rộn ràng mừng cô dâu mới. Yeah.
chơi còn vui, biết chưa kịp khui cứ hớt mình, chuyện kia từ từ tính xa. Mẹ cha đừng lo, tương lai sẽ có con dâu ngoan hiền cùng đàn cháu thơ. Ngày hỏi tới hỏi lui, còn ở bên ai thế nào là chuyện của tôi. Mình còn ham chơi quá trời, bạn bè nó kêu coi từ ngày mai cưới giờ. Em nói xui, cuộc chơi còn vui, biết chưa kịp khui cứ hết mình, chuyện kia từ từ tính xa. Mẹ cha đừng lo. Kính thưa chị cười, mà nhà gái trước khi tôi rất đôi chân rượu để mà cùng với lễ giao thời gian thì tôi quên thay mặt mọi nhà trai chúng tôi xin chân thành cảm ơn người gái cũng đã dành những cái tình cảm ưu ái để đối với nhà trai chúng tôi và tạo điều kiện để chúng ta tổ chức cái buổi lễ thành công tốt đẹp. Tôi cũng xin chúc cho hai họ được gắn kết chặt chẽ, bền vững, rồi chúc hai cháu thì được trăm năm hạnh phúc, sớm sinh con cháu. Sau đây thì tôi xin rất là xung rượu để cùng với cho các bước nhau và thỉnh các bạn mở cô dâu. Thì trước khi chơi thì cũng xin mời các hai cháu luôn. Tương lai sẽ có con dâu ngoan hiền cùng đàn cháu thơ. Thì mày mới rước dâu mới 30, còn tụi ăn tụi chơi mà đâu dám tính tới chuyện gia đình mà xui ghê. Anh là dính với em tính ra duyên của hai đứa hỏi hàng, theo anh lên xe cùng nhau mình đi ra mắt với họ hàng. Tích tịch tình tan không khí hôm nay đồn đèn, thêm dắt con dâu về nên sớm chơi sớm dưới ai nấy cũng vui mừng. Còn cha anh cũng đã nói với anh tụi mày cưới nhau đi môi trước cái đế tao ra duyên tao mà theo trầu cao cưới con dâu ngoan về nhà. Việc mời đã xong quyết định làm đám cưới thôi, họ hàng hai bên chấp nhận thì mình tới luôn. Lòng thì nồng nao đón chờ ngày qua rước dâu, không thì một mai chúng mình sẽ là của nhau. 1 2 3 vô khui bia đi bạn ơi, lên bia đi bạn ơi, cứ nhấp môi lại giờ ngồi yên ở đây cho tao nhìn thấy tao lo cho tụi bay trời hết đêm nay rồi về. Hôm nay ngồi đây hứa với cha mẹ xây dựng mai ấm con cháu xưng đây sẽ bù đắp tương lai vui con sau đó mầm ăn nghĩ đến tương lai. Hai ba vô khui bia đi bạn ơi, lớn bia đi bạn ơi, cứ nhấp môi lại giờ ngồi ngờ đây cho tao nhìn thấy tao lo cho tụi bay trời hết đêm nay rồi.
chở cả hàng đoàn. Theo anh về em sẽ không còn cực khổ, nói là làm vô cái tính anh đàng hoàng. Bao hoa bấm nút là nổ, vòng tiền vàng bạc nàng cổ. Người chúc đến hàng ngàn, cúi đầu ba lạy quỳ trước bàn thờ tổ. Cho em làm bà hoàng, xe nào em thích đổ đâu thì đổ. Em hóa thì khổ, nhà là phải có ruby thì hổ. Nhớ đã hết sẽ cưới rồi nha, hết năm nay mà không thấy là tôi mất ba bà mà ngành giờ. Giờ từ đây sao nó là dâu của vợ chồng rồi thì
con nó đi làm con ở nhà vậy thôi, anh chị ngoại với cậu là yên tâm cái hoàn toàn đó. Dạ. Xin lên phát biểu của hai nhỏ. Thì trước khi kết thúc buổi lễ thì con xin đại diện cho Việt An chân thành cảm ơn bác thằng ngài đường xa xa xôi về đây dự cái buổi lễ con lên thương yêu những bạn trẻ cao minh diện và những bậc thầy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Quý ông bà, cô bác, cái buổi tiệc với gia đình, cho hai gia đình được gắn kết trăm năm, của cái Suga cũng như là của đứa trẻ Vinh Hiền Trinh. Cái buổi làm lễ tới đây như kết thúc. Dạ, con mời ngoại cậu với bác anh chị ra ngoài dùng bữa. Dạ. Facebook em trăm ngàn follow, anh cứ những em mới bao đầu, gặp mặt lần đầu em giá lâu, khó tiếp
còn hơn và cũng messy. Facebook em trăm ngàn follow, anh cười những năm mới bao đầu. Ngập ngập lần đầu hẹt giá lâu, khó TikToker vai gà tàu. Chân chính tình thương là chân bình thường, yêu nhau say đắm tình lớn phương. Mẹ đừng nhiều lắm, anh là bé tôi, đơn giản anh yêu là chúng tôi. Oh, oh, oh. Chờ em thôi, trở về bên tôi. Chơi với anh nằm mơ sớm tối.
nhạc đã có những bối rối khi yêu thương lên ngôi trường đông có ca chuyên môn đã lướt yêu được theo dòng vàng muôn ngàn lối vẫn mong rằng em ở cạnh tôi sẽ từng đêm qua đi lòng anh thêm xuân xa anh đã lạc vào cả một bầu trời yêu dấu này một bầu trời ngát xanh thép nhẹ lên màu yêu đó anh đã lạc vào cả một bầu trời thương nhớ này chẳng ngập ngàn nước mây sẽ cuộc đời để những suy tư chơi với phong mặt thưa bên anh sợ đôi lời người đó bỗng ra quên đi nơi anh sao mong anh nơi cái chặt một vai đó là đi tìm ai anh vẫn luôn ở đây cho tiếng ngóng ngày bạn mai đã có những bối rối khi yêu thương lên ngôi trường âm có ca chuyên mô đã lướt say yêu được theo dòng vàng muôn ngả lối vẫn mong rằng em ở cùng tôi rồi từng đêm qua đi lòng anh thêm xuyên xa anh đã lạc vào cả một bầu trời yêu dấu này một bầu trời ngát xanh thép nhẹ lên màu yêu xa gần cầu không tay vịnh cũng lần mà sang yêu nhau chẳng quản lầm than mấy sông cũng lồi mấy ngàn cũng qua kính thưa quý vị thân mến từ ngàn xưa cho đến bây giờ và tận mãi ngàn sau tình yêu luôn là một câu chuyện dài với rất nhiều những diễn biến cảm xúc màu sắc khác nhau song song đó các cặp đôi uyên ương khi yêu nhau luôn muốn gắn kết với nhau đi đến con đường hôn nhân kính thưa quý vị thân mến yêu và được yêu là niềm hạnh phúc lớn lao của mỗi con người chúng ta và nó là món quà quý giá mà cuộc sống nó ban tặng. Và sau thời gian tìm hiểu về nhau thì tình yêu của chú rể Minh Hiền và cô dâu Bảo Trân đã tìm được bến bờ hạnh phúc cho riêng mình. Mà ngày hôm nay ngày 28 tháng 1 2024, nhằm ngày 18 tháng 12 năm Quý Mão được chọn là ngày lễ thất tố tổ chức lễ tân hôn cho chú rể Minh Hiền sánh diện cùng cô dâu Bảo Trân. Và giờ phút này Lê Chương xin được mời quý vị chúng ta cùng hướng mắt về lối đi chính của một sảnh tiệc và dành một tràng vỗ tay thật lớn, thật nồng nhiệt cùng chào đón chú rể Minh Hiền và cô dâu Bảo Trân tiến về khán đài hạnh phúc. Mến sinh con ra nuôi con khôn lớn và dựng vợ gả chồng cho con cái là trách nhiệm cũng là bổn phận của các bậc làm cha làm mẹ đó là thứ hạnh phúc ngọt ngào nhất mà cuộc sống ban tặng cho con người từ kết quả của sự yêu thương và ngày trọng đại mừng ngày hạnh phúc của chú rể Minh Hiền sánh diện cùng cô dâu Bảo Trân ngày hôm nay thật sự có ý nghĩa và thiêng liêng khi được sự chứng kiến vì dìu dắt của những đấng sao thành với ý nghĩa đó sẽ được trân trọng giới thiệu và mời lên sân khấu ông Cao Tấn Hoài Phong và bà Nguyễn Thị Hằng là song thân của chú rể Minh Hiền vinh dự là chủ hôn của tiệc ngày hôm nay tiến về sân khấu. Kính thưa quý vị thân mến và hiện diện trên khán đài hạnh phúc ngày hôm nay đó là chú rể Minh Hiền cô dâu Bảo Trân cũng như song thân của chú rể Minh Hiền. Và đại gia đình của chúng tôi xin được gửi quý vị khách quý có mặt trong buổi tiệc tân hôn chiều hôm nay một lời chào thay cho lời cảm ơn sự hiện diện của quý vị. Một lời chào bắt đầu. Vâng và ngay sau đây để kính mời ông Cao Tấn Hoài Phong sẽ đại diện chủ hôn buổi tiệc ngày hôm nay sẽ gửi đến quý vị khách quý những lời chia sẻ, những lời cảm ơn đến quý vị khách quý đến dự buổi tiệc chung vui cùng gia đình trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời ông.
đúng, alo. Lời nói đầu tiên xin đại diện cho gia đình lời cảm ơn chân thành nhất gửi đến quý anh chị em, bạn bè thân hữu gần xa đã không ngại cái đường xá xa xôi, những chút thời gian quý báu của mình đến đây chung vui cùng với gia đình. Và tiếp nữa là cảm ơn âm thanh ánh sáng Đại Phúc Gia, cảm ơn bàn ghế rạp Ngọc Phụng, cảm ơn nhóm nấu Bãi Bé. Đó là những cái bộ phận mà góp phần để cho cái buổi tiệc này nó thành công tốt đẹp nhất. Và này, quý anh chị em đã đến đây rồi á, thì mình cũng hết lòng với gia đình thiệt tình rồi á, chung vui trong buổi tiệc này, chúc là ngon miệng, rồi sau nữa là về trong cái niềm vui và hạnh phúc nhất trong trước cái thềm năm mới đã đến rồi. Dạ, có nhiều lời đó xin gửi đến quý anh chị em bạn bè là xin hết ạ. Xin được cảm ơn những lời chia sẻ như là phát biểu của ông Cao Tấn Hoài Phong, là thân sinh của chú Trị Minh Hiền, đã cầu kiếp vị khách quý có mặt trong buổi tiệc chiều hôm nay. Và cho phép đại chương xin được tiếp lời chủ hôn buổi tiệc ngày hôm nay, xin được chân thành cảm ơn sự hiện diện của quý vị đã cho thời gian quý báu của mình để đến tham dự buổi lễ tân hôn. Chúc mừng ngày hạnh phúc của chú Trị Minh Hiền sánh diện cùng cô dâu Bảo Trân. Vâng, và trong buổi tiệc tân hôn chiều hôm nay, trong quá trình tiếp đón cũng như chiêu đãi khó tránh khỏi phần sơ xuất. Xin quý vị dành tình thương cho chú Trị Minh Hiền, cô dâu Bảo Trân cũng như chủ hôn buổi tiệc ngày hôm nay mà vui lòng bỏ qua. Và xin được thay mặt cho gia đình cũng như dịch vụ ẩm thực Bảy Bé, xin được mến chúc quý vị khách quý chúng ta được buổi tiệc thật ngon miệng, luôn nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài. Và nghi thức đầu tiên trong buổi lễ tân hôn ngày hôm nay, xin được mời chú Trị Minh Hiền và cô dâu Bảo Trân cùng tiến về tháp ly, cùng thực hiện nghi thức rót rượu tình yêu. Xin được mời hai bạn. Trở lại vị trí mặt tiệc để cùng tiếp chương trình khách tiếp theo trong buổi tiệc tân hôn chiều hôm nay. Và ngay giờ phút này sẽ được mời chú Trị Minh Hiền và cô dâu Bảo Trân cùng tiến về trên bánh cưới cùng thực hiện nghi thức chiêm ngọt sẻ bùi. Xin được mời hai bạn. Con xin cảm ơn cha mẹ, cô dì, chú thím cũng như là bạn bè, anh em, đồng nghiệp. Dạ, cũng biết ngày hôm nay là cái ngày cuối năm mình làm nghề dịch vụ này, thì cuối năm thì nó cũng hơi bận. Cảm ơn anh em, đồng nghiệp. Đã đến chung vui với em bữa hôm nay. Cảm ơn. Xin được cảm ơn những lời phát biểu rất là xúc động của chú Trị Minh Hiền. Kính thưa quý vị thân mến, như chú Trị Minh Hiền vừa nói tất cả quý vị, ngày hôm nay là ngày cưới cuối năm. Tất cả quý vị rất là bận rộn, nhưng tất cả quý vị cùng cố gắng sắp xếp thời gian quý báu của mình để tới tham dự buổi lễ cưới một ngày hạnh phúc cho hai bạn. Đó là vinh hạnh của hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ hồi nãy Lê Chương nghe thoáng thoáng dưới quý vị nó bắt chú Trị với hôn cô dâu hả, đúng không ạ? Dạ, nếu ai đồng ý vỗ tay lớn lớn được không ạ?
Xin được cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn em. Em đã chịu đựng làm vợ anh, chịu đựng quãng thời gian vừa sau này. Yêu em nhiều. À, bảo sang nó chưa được đúng không ạ? À? Chưa được. Thank you.
rắc rối muộn phiền sẽ quên sạch. Em luôn tươi tắn như là dạ quỳ, không ai đứng nhất vì em đã nhì. Dẫu cho mai này hay ta già đi, tình anh vẫn đầy biển sao. Nhau cũng đã lâu mà chẳng ai dám nói thành câu. Mình thương nhau cũng đã lâu, chẳng thể sống nếu thiếu đi nhau. Vậy em ơi cứ nói ra để tình ta sẽ nở thành hoa, rồi anh sẽ đưa em đến nơi mà chỉ có ta và lời ca này. Viết viết về tình ca, viết viết về tình ta, anh sẽ viết viết về tình ca, viết sẽ viết về buổi sáng tính mở em dậy sớm nhưng vẫn rất xinh cơ, làm bữa sáng cho những đứa con mình, anh hạnh phúc vui đến ngẩn ngơ. Và anh sẽ hát thứ 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 thứ, anh sẽ hát thứ 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 thứ, và anh hát thứ 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 thứ, anh sẽ
Kiss me more, kiss baby, kiss me more, kiss me more, kiss baby, kiss me more.